tây. Một hoa mẫu nhưng chúng mình là 5,9 triệu hoa mẫu đơn. Nhưng mà cái này nếu mà mua thì cũng... Cô phải chờ, cô cháu gửi từ Hà Nội vào, mất tầm khoảng 15 ngày. Nó trên Hà Nội giờ. Nhìn nó hiện đại ghê, lạ hẳn. Ừ, lạ. Treo nó sang hẳn, lạ. Mà vào trong nhà, cái ánh sáng của mình nó vào rất là bóng. Nhìn nó rất là tuyệt vời. Cái đầu giác mà đường có cái chữ. Đã nó đi kêu, đi kêu hết đi kêu. Đi theo tranh, họa sĩ người ta vẽ là phải có ý nghĩa hết mà. Như là cái dạng ý nghĩa của nó đấy. Mình thấy được cái sản phẩm này rất là hay ha. Đấy. Cây này, cây vàng, cây bạc nè. Bạc này. Bên đây nữa nè. Bên đây nè. Bên đây được cái gian hàng này ha. Một bộ là 3 bức nhưng mà 5,9 triệu. Cá. Có chủ hết à, hay nhìn tấm nào mình ưng là toàn không mua rồi à, ưng cái có người mua mình đi trẻ. Bàn tiếng là bây giờ sofa này. Giảm còn 16 triệu. Sofa trung bình 16 triệu bộ. Trăng ơi, đó là khu trang trí này hay quá ha, trang trí hồ bơi à, sân vườn, gian chút chéo vậy đó, mà nhìn gọn gàng chưa? Có ghế ngồi hồ bơi, cái bên bên kia đó rất là gọn gàng. Đây
mình đang bước vào cái gian hàng nhà A1. Xem có gì cả đây. Mình kết thúc cái video ở bên kia và mình qua cái gian hàng A1 đó.